Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh sửa video quay màn hình to và rõ như thế nào. Thì bây giờ Yến sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem. Ở trên cái màn hình các bạn đang theo dõi là cái kênh của Yến. Nếu sau khi xem xong cái video này các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến nhé. Rồi tiếp theo, ở đây là cái trang chủ của kênh của Yến này. Yến sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem cái điều Yến đang nói như thế nào để cho các bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái danh sách phát ở đây. Yến sẽ bấm vào danh sách phát để Yến lấy ví dụ cho các bạn. Yến sẽ bấm vào cái danh sách phát đầu tiên này. Yến sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem cho rõ. Thứ nhất là đây, Yến sẽ kéo đây. Yến sẽ lấy ví dụ thứ nhất là cái cách tách nền ảnh và ghép ảnh bằng điện thoại. Yến sẽ mở cái video này ra. Rồi, ở cái video này thì các bạn để ý là ở đây cái khung nền ở hai bên này nó rộng hơn. Và khung nền màu vàng này, nếu bạn nào chưa biết cách làm tạo cái nền của video quay màn hình này thì các bạn có thể xem cái video của Yến là hướng dẫn cách tạo nền ảnh quay video màn hình như thế nào. Các bạn bấm vào để các bạn xem. Đây là cái video Yến đã hướng dẫn rồi. Còn ở đây, ở giữa này là cái phần video này. Ở giữa này là cái phần video và ở đây là thu nhỏ. Nó thu nhỏ khi một cái video quay màn hình ở đây. Yến thấy rất là nhiều bạn thì cũng trong đó có trường hợp là Yến ở trước đây. Trước đây khi Yến chưa biết cách chỉnh sửa cái video để cho nó phóng to ra thì Yến để nguyên như thế này, đưa vào cái khung nền của mình. Và như thế này thì nếu mà hướng dẫn người khác nhìn vào và thực hiện làm theo thì rất là khó. Người ta nhìn vào các ký hiệu này, các cái chữ ở đây và các ký hiệu rất là bé. Người xem sẽ rất là khó nhìn và khó thực hiện thao tác được để làm theo được. Vì thế sau này Yến đang nghĩ ra một cách là mình sẽ làm cho cái video của mình phóng to ra. Thì làm như thế nào? Bây giờ Yến sẽ lấy thêm một ví dụ nữa. Một ví dụ nữa để hướng dẫn cho các bạn xem. Thứ nhất, Yến sẽ lấy cái ví dụ ở dưới này cho các bạn xem Yến đã phóng to nó như thế nào. Ở đây, ở dưới này. Ở đây, ở cái video cách tạo ảnh, nhiều ảnh đáng chú ý trên trang Facebook cá nhân thì Yến sẽ bấm vào cái video này. Để Yến... Đây, ở cái video này này thì ở đây cũng là cái hình nền giống như cái video trước đúng không? Nhưng ở đây Yến đã phóng to cái video của mình ra, phóng to cái video ở giữa này ra, to lên nên là người xem có thể rất là dễ dàng nhìn đọc được số và chữ ở đây, rất là dễ dàng để thực hiện theo ở đây này. Dễ dàng thực hiện, rất là nhìn rất là rõ và người xem video có thể dễ dàng thực hiện theo các bước này được đúng không? Thì làm thế nào để Yến phóng to được cái video lúc nãy là nhỏ xíu như thế, bây giờ nó to như thế này, nhìn rõ ràng và dễ nhìn hơn, dễ xem hơn, dễ thao tác thực hiện hơn. Thì bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm. Bây giờ mình sẽ thoát nó ra. Rồi để làm thì mình sẽ vào cái ứng dụng KineMaster. Đây, cái ứng dụng KineMaster thì thường thì chúng ta hay chỉnh sửa ở trên cái ứng dụng này đúng không? Cái ứng dụng KineMaster. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào dự án trống này. Rồi mình sẽ chọn trình duyệt phương tiện này. Tiếp theo mình sẽ vào cái Canva, cái phần Canva Yến đã lưu một số cái ảnh của mình, một số cái ảnh ảnh của video. Yến sẽ lấy một cái, mình kéo nó sang, mình tích về. Rồi, ở đây này, ở đây là cái ảnh nền mà Yến hay làm cái nền của video quay màn hình. Thì ở đây nếu mà mình bây giờ mình chọn lớp và chọn vào video thì khi cái video này chạy này thì các bạn có để ý ở đây không? Có một điều đặc biệt các bạn lưu ý ở đây là nếu cái video này chạy thì cái phần chữ đăng ký và cái tên của mình, cái kênh của mình, cái hình ảnh của mình ở đây nó di chuyển theo, các bạn để ý nhé. Đây, nếu Yến kéo như thế này, lát nữa nếu mình thêm video vào và chạy trên cái hình nền này thì cái đây cái chữ và cái hình ảnh của mình nó chạy, nó lệch và nó mất hết cái hình, nó không đẹp đúng không? Nó sẽ không đẹp. Vì thế Yến thường làm gì? Yến thường hay bấm vào đây, vào cái khung này và mình sẽ bấm tiếp theo là vào cái hình chữ nhật này, có bốn cái góc này này, ở đây, ở phía trên thùng rác ở đây này. Ở đây Yến sẽ bấm vào đây để mình chụp. Bấm vào đây. Rồi ở đây thì Yến sẽ chụp khung làm thêm và thêm vào lớp. Yến thường Yến sẽ chụp khung ở đây. Yến sẽ bấm vào đây.
ở cái hàng dưới cùng này mình sẽ chụp đây, chờ vui lòng chụp đây. Khi nó đã chụp như thế này rồi, khi nó đã chụp như thế này rồi thì Yến sẽ lấy cái đây. Khi nó đã chụp chụp hình như thế này rồi, có nghĩa là nó chụp ảnh một cái ảnh khung của mình để làm lớp, làm thêm một phần ở đây nữa, mình sẽ kéo nó ra. Kéo nó ra thì khi cái video mình quay thì nó không bị lệch. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ không bị lệch cái ảnh. Còn nếu nếu mình đây, ví dụ nếu mình ở đây thì cái nền của mình, cái nền gốc của mình nó sẽ chạy và nó sẽ không đẹp. Đấy, còn khi mình đã có cái khung này rồi, có nghĩa là mình đã chụp ảnh cái khung này rồi. Sau đấy mình kéo phóng to nó ra. Rồi nó thành một bức ảnh ở đây rồi. Nó thành một cái ảnh ở, Yến sẽ kéo to nó ra xíu nữa. Rồi, thành một cái ảnh của mình rồi thì mình video chạy lên đây thì nó không hề xê dịch cái chữ. Đấy là cái cách mà Yến hay làm. Yến cũng mới nghĩ ra thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn gì? Bây giờ bước tiếp theo mình sẽ vào lớp, mình chọn video. Vào lớp, bây giờ chúng ta mới chọn lớp sau khi đã có cái khung nền này rồi, chúng ta sẽ vào phương tiện này. Mình sẽ chọn một cái video. Chẳng hạn Yến sẽ chọn cái video này đi. Yến sẽ chọn một cái video, ví dụ là cái video này. Rồi đây, đây là cái video. Đây là cái video mà Yến đã chọn và thường Yến sẽ phóng to. Yến sẽ đây. Đây, thường thì những video, những lần quay video trước thì Yến thường để như thế này đúng không? Mình không phải chỉnh sửa gì nữa, mình chỉ để như thế này và cho nó chạy hết video. Sau đấy là mình xuất nó cái video này ra là mình có thể đăng lên được. Nhưng như thế này thì nhìn cái chữ bé này, ký hiệu bé và những người khác nhìn vào sẽ khó khó biết. Vì thế Yến làm thế nào? Yến đã kéo cái mũi tên này này. Các bạn kéo cái mũi tên này phóng to lên đây. Rồi phóng to thêm chữ nữa. Đấy. Đấy, các bạn phóng to như thế này thì rất là dễ nhìn đúng không? Rất là dễ nhìn này, các bạn phóng to như thế này rất là dễ nhìn. Đây, khi các bạn phóng to như thế này rất là dễ nhìn. Nhưng có một điểm, đấy là gì? Đấy là khi cái video mình chạy, Yến sẽ kéo cái phần này ra đã. Cái phông nền này ra. Khi chúng ta kéo phông nền này ra thì nó vẫn bị lệch, bởi vì nó bị lệch này, bởi vì là phông nền gốc. Và chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ kéo cái phần dưới này, cái ảnh ảnh dưới này, thì cái video của mình nó không bị lệch. Đấy, các bạn kéo đến đâu là nó nguyên si đúng không? Nó không bị chạy theo cái ảnh. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa, các bạn kéo hai cái nền và ảnh như thế. Bây giờ mình sẽ kéo video này. Yến sẽ kéo video và hướng dẫn cho các bạn. À, cái video này ngắn quá. Cái video này ngắn, Yến sẽ lấy một cái video khác đi. Mình xóa cái này. Rồi mình vào lớp này, mình vào phương tiện và mình sẽ lấy một cái video khác. Ví dụ cái video này. Cái video này thì rất là dài. Ở đây. Ở đây, Yến sẽ phóng đây. Bây giờ mình sẽ phóng nó to, mình sẽ dùng cái mũi tên này này. Các bạn dùng cái mũi tên ở đây này, các bạn kéo kéo nó ra này. Ở đây các bạn kéo nó ra để cho nó phóng nó to. Đấy, đấy. Đấy, khi các bạn đã kéo to như thế này rồi, bây giờ mình kéo to như thế này rồi thì trong quá trình giờ hướng dẫn người khác một cái. Ở đây này. Rồi, trong quá trình hướng dẫn người khác một cái thao tác gì đấy nó sẽ bị khuất, bị che mất một phần. Ví dụ như lúc nãy thì chúng ta để nguyên cái hình nhỏ thì mình sẽ không phải chỉnh gì. Còn ở đây nếu mà mình đang hướng dẫn người khác thao tác như thế này và tiếp theo cái phần nếu mà nó chạy đến đầu này này. Đây, chạy đến đầu này, nếu mà các bạn hướng dẫn khách cái phần phía trên hoặc là phía dưới nó bị khuất, các bạn sẽ làm như thế nào để cho người xem có thể dễ dàng thao tác được, thì các bạn bấm vào cái video ở đây. Video ở đây các bạn bấm vào cái hình cái kéo này này. Cái kéo, nhưng các bạn không cắt nó đi mà các bạn bấm vào chỗ phân chia tải đầu phát ở đây. Đây. Phân chia tải đầu phát rồi thì ở cái phần trước xong các bạn tích V nó lại. Rồi. Ở cái phần trước này thì mình đang hướng dẫn cho người ta là cái đoạn này đúng không? Ở cái phần sau này này. Phần sau mình
ở đây mình muốn hướng dẫn cho người ta cái hình ảnh phía trên, thì mình sẽ kéo, mình sẽ dí vào cái đây, mình sẽ kéo nó xuống đây đấy, hoặc là dưới, hướng dẫn người khác ở phía dưới này, các bạn chỉ ở phía dưới này thì các bạn lại kéo ở phía dưới này lên đấy. Đấy, rồi tiếp theo nữa, khi đã kéo rồi các bạn lại tích V ở đây lại này. Tích V lại. Xong, xong tiếp theo nữa các bạn làm ở đây nhá. Đây. Các bạn tách ở đây rồi, xong các bạn làm đến đoạn đầu này. Đoạn ở đầu này các bạn muốn hướng dẫn người khác các cái nút ở phía trên. Các nút ở phía trên ấy. Phía trên này thì mình lại bấm vào đây tiếp, mình lại bấm vào cái video này và lại bấm vào cái kéo này tiếp. Kéo này và tiếp phân chia tại đầu phát, các bạn tách nó ra. Đấy. Tức là cái phần tiếp theo các bạn tách rồi thì ở đây thì mình sẽ bấm vào cái phần tách và mình hướng dẫn người khác ở phía trên thì mình tất nhiên là mình sẽ kéo nó lên. Kéo nó xuống để hướng dẫn phần trên đấy. Đấy. Và tiếp theo nếu đoạn nào ở đoạn nào ở phía phần ở đoạn nào mà có hướng dẫn ở phía dưới thì các bạn lại tách và kéo video lên xuống. Kéo video lên xuống tùy thích đấy, để làm sao cho người xem người ta làm theo hướng dẫn được. Đấy, đấy là cái cách của Yến, tức là mình tách, mình vào phần cái kéo này. Mình vào phần cái kéo này này. Và mình ở đây mình bấm vào cái phần cắt này. Và tiếp theo phân chia tại đầu phát, các bạn cứ phân chia từng đoạn như thế. Trong cái quá trình chỉnh sửa, các bạn phân chia từng đoạn như thế thì sẽ rất là rõ ràng và người xem có thể là theo dõi mình từng chi tiết nhỏ được. Mình chỉ việc là phân chia tại đầu phát và tách nó ra và xê dịch làm thế nào để cho nó lên hoặc nó xuống theo hướng dẫn mà mình nói thì người khác sẽ theo dõi rất là dễ. Đây là cái cách mà Yến hay làm để hướng dẫn cho các bạn, để các bạn khi theo dõi cái video của Yến thì đảm bảo rằng các bạn là theo dõi các cái bước Yến hướng dẫn rất là dễ và cái màn hình của mình cũng phóng to dễ nhìn hơn. Màn hình ở đây mình phóng to dễ nhìn hơn và các bạn sẽ dễ thao tác, dễ thực hiện hơn. Đấy là cái cách. Khi các bạn làm xong rồi thì tất nhiên lúc đấy là mình sẽ xuất nó ra. Ở đây có cái ô vuông mũi tên này, mình xong rồi thì mình sẽ xuất nó ra. Xuất nó ra thì sẽ hoàn thành được cái video của mình, cái video quay màn hình bằng cách phóng to nó như thế. Rất là rõ, rất là dễ dàng, dễ thực hiện. Vâng ạ, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay của Yến. Nếu cái video này hay, hữu ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.